Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nguồn viện trợ quân sự dồi dào mà Mỹ cung cấp cho Ukraine có thể gây ra hậu quả là biến cuộc chiến ở nước này thành thế chiến 3. Chúng ta đang có một cuộc chiến ở Ukraine và có lẽ nó sẽ dẫn tới thế chiến 3 bởi cái cách mà chúng ta đang xử lý nó. Ông Trump cảnh báo trong một bài phát biểu tại hội thảo bảo thủ tổ chức tại Nashville, Tennessee hôm 17 tháng 6. Chúng ta vừa cho đi 40 tỷ USD thêm vào khoản tiền 16 tỷ USD trước đó. Bởi vậy chúng ta cho đi 56 tỷ USD, ông nói, nhắc tới các gói viện trợ quân sự mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa phê chuẩn cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga. Nhưng khi bạn nhìn vào châu Âu và Đức, Pháp và tất cả các nước khác, họ chỉ cho đi một phần rất nhỏ nếu so với thứ mà chúng ta cho đi. Chúng ta viện trợ tới 56 tỷ USD trong khi họ chỉ cho có vài tỷ USD, ông nói thêm. Ông Trump một lần nữa cáo buộc chính quyền Biden đã làm bùng phát cuộc chiến ở Ukraine, khẳng định rằng nếu tôi là Tổng thống, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi hiểu ông Putin và chúng tôi đã nói chuyện về điều đó, ông ta biết rằng hậu quả sẽ rất lớn. Ông ta hiểu điều đó và ông ta sẽ không bao giờ làm điều đó, ông Trump nói. Nếu cuộc bầu cử không bị gian lận và đánh cắp, chúng ta sẽ không bao giờ có bất kỳ vấn đề gì về việc Ukraine bị tấn công. Ông Trump tận dụng phần lớn bài phát biểu của mình để công kích các phiên điều trần tại Hạ viện liên quan tới sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cựu Tổng thống nói rằng vụ điều tra nhằm vào vai trò của ông trong cáo buộc kích động người biểu tình ập vào đồi Capitol ở Washington là một thỏa thuận bị gian lận và là một cuộc săn phù thủy một phía. Ông một lần nữa nhắc tới khả năng tái tranh cử vào năm 2024. Có ai muốn tôi tái tranh cử Tổng thống không? Ông Trump hỏi và nhận được một tán thưởng lớn từ phía khán đài.